Chị ở đâu lên? Dạ, ở Vĩnh Lộc. Hồi sáng giờ là mình học cái chương trình bơm máu lên đầu để chữa, thì chị thấy có đỡ không? Dạ. Có đỡ rồi ha. Dạ. À, nhưng mà giờ hiện tại thì hai cái tay thì nó bị tê. Thì mọi người biết đó, cái mấy cái bệnh này là ở mắt nè, ở mũi nè, ở miệng nè, ở tay mình nè, à, rồi ở cái chuyện mà viêm xoang á, thì nó có điều liên quan tới cái cột sống cổ đó. Nhưng mà thể hiện rõ nhất á, là mình thấy tê hai tay, à, thì còn là những cái chuyện kia thì rối loạn thiền định cho mặt á, thì cái đó là đương nhiên nó kèm theo. Thì trong cái bài học mà chúng ta học vừa rồi á, thì mọi người chú ý cho tôi á, là ban đầu tôi cũng nói á, thì mình làm gì, mình xem cái động mạch cảnh của chị này. Rồi chị đứng dậy tôi đi, thì cái động mạch cảnh á, thì ta dùng cái ngón cái á, để ta tìm ở ngay giữa ngay cái cơ ức đồn chủng và cái xương hàm, thì tôi đặt cái tay vô đây. Và đặc biệt cái động mạch cảnh của chị này nhảy không có được tốt lắm nè. Rồi tôi đo lại bên đây, bên đây tốt hơn, tốt hơn chút xíu thôi, nhưng mà nói chung là chị này đã có cái dấu hiệu của một cái tuần hoàn não hơi bị kém, cho nên á, là chị cũng phải bắt đầu thực hiện chị ăn hút không khí chùm đá, rồi cái gì nữa, uống chi li. Hồi tối này chùm đá chưa? Chưa, sáng nay muốn mua mấy chùm. À, được rồi, vậy là thôi, có gì tối nay chùm thì sẽ biết ha. Rồi và bây giờ là khi mà bị cột sống cổ á, thì mọi người chú ý cái điều này, thấy bị cột sống cổ thì là người ta tê hai cái tay, người ta khai như vậy. Và cái điều nữa là mọi người sẽ thấy á, là cái tay người ta là khi quất bên đây, cái này dở bên đây, hai con cái tay chạm lại nhau thứ sao thì rất là khó chạm lại nha. Thông thường thì mình làm cái này chạm nhau lại được đúng không? Còn cái người mà bị cột sống cổ làm cái này không có bị được, không làm được. Rồi đổi qua bên đây, rồi bên đây làm trở lại bên đây, rồi cái này lên đây, thì cái này còn tệ hơn bên kia nữa đúng không? Phải không? Mọi người thấy không? Tức là nó gian xa, tức là phải làm sao là hai cái này nó dính với nhau á, thì cái người này mới có tính cách ổn định là được. Và bây giờ hai cái tay này lên, có đau, có đớn gì không? Dạ không. Không, có khó chịu gì không? Không có gì hết. Dạ. À, rồi, bây giờ là lấy cái tay quay qua đây, à, vuốt đó. Ok, ngon lành, bỏ này ra, ở đây quay đây vuốt đó. Rồi, chị có thấy là một trong hai tay có chỗ nào bị hơi sượng? Hơi sượng chút xíu, tại vì mọi người nhìn này nha, à, mọi người nhìn này nha, chị này chỉ vuốt đầu bên đây nè, mọi người nè, thấy vuốt nè, thấy không? Cắt ha, rồi, cái này tay vuốt, mình thấy hơi cứng một chút xíu liền. À, thì cái này á, cũng là do cột sống cổ mà ra. Bây giờ hiện tại á, là hồi nãy mình học cái bài mà bơm máu á, cái bài đó là một ngày mình làm có thể hai lần cũng được. Nó giúp bơm máu lên, tức là nó điều trị cho mình ở một cái mức tạm thời. Còn cái mức á, mà điều trị á, mà lâu dài á, thì mình phải gì? Chùm đá, phải hút không khí, phải nhịn ăn để cho cái sơ vữa động mạch này nó giảm đi. Cái động mạch cảnh nó bị sơ vữa, mặc dù nó sơ vữa chừng 50% cũng là nguy hiểm. Thấy không? Rồi cái chuyện chóng mặt chóng váng là chuyện bình thường. Ok, bây giờ tôi xử lý á, thì tôi xử lý bằng gì? Bằng cái cột sống cổ. Mọi người nghe ngón tay á, là khi bấm cái này là kêu cục cục, thì cái kêu nào ở đây á, thì là nó thể hiện cái đau cái cột sống cổ trên kia, thấy chưa? À, rồi đừng có gồng tay nha, bị gồng tay cái bẻ gãy tay ở đây, bẻ gãy mấy lần nghe sợ ha. Bên cái tay đó, đó vậy đó, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, rồi năm cái luôn, quá chuẩn. Cái tay này là cứng này ha, cứng thì là cứng thì là cứng. Đó, thấy không? Nó rụt rụt rồi đó.
có đau không? Nó dễ chịu. Dạ. Ê, chứ quá, dễ chịu là được rồi, ok. Rồi để im vậy ha. Ủa, chưa gì cục gì. Rồi tay này. Nhà trường rất ghê quá. Nhưng mà giờ ta là tính con nó khác bớt tê chưa? Bớt tê hả? Chưa ta đâu, nằm đây. Bớt sơ sơ thôi. Mấy hôm qua giờ là mong là được là chữa phải không? Dạ. À, bây giờ là được chữa ngon lành phải không? Ok. Đã lắm đó. Nằm yên nha. Rồi, nằm yên của tôi nè. Đó, được rồi, đó, vậy đó. Rồi, coi chừng một chút xíu thể như được rồi đó. Ok. Nằm yên đi. Nghe gì không? Nghe. Nghe hả? Quay một kia. Dòng là thấy cuộc đời nở hoa rồi đó, em nhẹ nhàng dễ chịu ha, đó, đó mình tập thể dục chút xíu, rồi cái quan trọng là gì phải không? Là để coi cái cột sống cổ nó đỡ cỡ nào, ha, rồi cái kia đưa coi lên, đó coi lên, đưa lên, cá chưa? Rồi, rồi qua đây, cái tay này, ủa rồi sao đó, rồi. Rồi đưa lên. Rồi coi cá được ha. Rồi cái quan trọng là vuốt cái đầu lại giờ coi nó dễ chịu hơn chưa? Một tay. Đó. Cái tay mình vuốt là vuốt về là cách vuốt về. Đó. Rồi cái tay kia vuốt. Sao rồi? Dễ chịu hơn chưa nè. Rồi dễ chịu hơn ha. Bây giờ đầu óc rồi tay chân rồi nghe sao rồi? Nó nhẹ lại nhiều. Nhẹ nhiều lắm rồi ha. Bây giờ hai tay nghe hết tay chưa? Bớt nhiều. Bao nhiêu rồi em? Ủa trời, bây giờ thôi chứng rồi. Ok, cảm ơn. Không có gì. Hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.